Xin chào mọi người. Trong thời gian vừa rồi thì chương trình audio đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các đơn vị về một giải pháp hệ thống âm thanh hội thảo hội họp. Và tiêu điểm của video lần này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu JTS, đó là hệ thống hội thảo JTS C800 đang rất được ưa chuộng trên thế giới hiện nay. JTS là một thương hiệu âm thanh với các sản phẩm đa dạng như là về mic không dây, mic có dây, các thiết bị trợ giảng, phiên dịch. Và hệ thống hội thảo JTS là một sản phẩm với thiết kế sang trọng, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần review chi tiết về hệ thống hội thảo JTS C800 này nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình đang test thử âm thanh của hệ thống hội thảo JTS C800. Ok, vừa rồi thì mình vừa test thử âm thanh của một thiết bị trong hệ thống âm thanh hội thảo C800. Và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng review về hệ thống hội thảo này một cách chi tiết và cụ thể nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là hệ thống âm thanh hội thảo JTS C800. Hệ thống này thì gồm có 3 thiết bị chính. Thứ nhất đó là bộ xử lý trung tâm C800 CE. Thiết bị thứ hai đó là mic đại biểu kèm cần mic C800DE. Và thiết bị thứ ba đó là mic chủ tịch kèm cần mic C800DL. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đi vào review chi tiết về hướng dẫn sử dụng cũng như là những đặc điểm nổi bật của hệ thống xử lý âm thanh JTS C800 này nhé. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về chức năng của các phím và các nút ở phía sau của bộ xử lý trung tâm này. Đầu tiên đó là ổ chân mic. Thì ổ chân mic này sẽ dùng cho mic có dây hoặc mic không dây hoặc là nguồn phantom 12V. Tiếp theo là chân nối. Mỗi line sẽ nối được 24 đến 25 mic đại biểu. Và tổng của bộ xử lý trung tâm này thì chúng ta sẽ nối được tối đa là 50 mic. Nút gain dùng để điều chỉnh cho mic. Và khi sử dụng nút gain này thì các bạn sẽ dùng một chiếc tua vít để điều chỉnh nó. Recorder chuẩn RCA và record out để dùng cắm cho loa. Insert sẽ sử dụng cho trường hợp loa bị hú. Ví dụ các bạn có thể kết nối thêm các thiết bị như là equalizer cho trường hợp loa của bạn bị hú. Telephone để kết nối với điện thoại. Nút on, off để cho loa ở trên mic. Và cuối cùng đó là chân nguồn của bộ xử lý trung tâm. Về mặt trước của bộ điều khiển trung tâm thì có jack cắm tai nghe cho người điều khiển. Núm volume điều chỉnh âm lượng cho tai nghe. Núm volume điều chỉnh âm lượng cho loa trên mic và bộ điều khiển trung tâm. Màn hình hiển thị. Phím cài đặt. Nút nguồn. Và loa ngoài của bộ điều khiển trung tâm. Nói về bộ điều khiển trung tâm JTS C800 CE này thì có một đặc điểm, đó là chúng ta có thể kết nối được tối đa là 50 máy hội thảo từ chủ tọa cho đến các đại biểu. Và với hệ thống này thì các bạn có thể kết nối được tối đa là 150 máy của hội thảo bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng 3 bộ xử lý trung tâm JTS C800 CE này. Và với thiết kế nhỏ gọn như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể đặt linh động ở nhiều không gian khác nhau. Ngoài ra thì việc ở bộ xử lý trung tâm JTS C800 CE này có nhiều cổng đầu ra âm thanh, vì vậy rất là thuận lợi cho các bạn có thể kết nối các thiết bị ngoại vi. Bây giờ thì mình sẽ nói qua về sản phẩm mic chủ tịch C800DL. Sản phẩm này thì được nhập khẩu chính hãng nên là có đầy đủ CO và CQ. Và với sản phẩm mic chủ tịch này thì khác với các mic đại biểu ở chỗ đó là mic chủ tịch thì được gắn thêm nút ưu tiên. Tức là chủ tịch có thể hoàn toàn kiểm soát cuộc hội thảo bằng cách là tắt tạm thời hoặc vĩnh viễn các mic của đại biểu. Và khi sử dụng mic chủ tịch này thì chúng ta chỉ cần ấn vào nút ưu tiên và nút phát biểu. Như vậy là chủ tịch có thể sử dụng mic này. Và với sản phẩm này thì ngõ ra điều khiển được gắn liền luôn cùng với thiết bị. Bộ micro chủ tịch kèm cần micro JTS C800DL sử dụng nguồn điện 15V DC dưới 30mA cung cấp từ máy trung tâm. Ngõ ra tai nghe 220Ω, cân bằng, chắc cắm nhỏ với VR. Loa trong 130Ω, 200mW. Sản phẩm có màu đen và được sản xuất từ chất liệu nhựa ABS. Kích thước 170x65x115mm. Trọng lượng 1,1kg. Phụ kiện đi kèm gồm có cáp kết nối 2m.
Ok, ngay bên cạnh mình đó là chiếc mic đại biểu JTSC800DE. Và chiếc mic này thì nó khác với mic chủ tịch là nó chỉ có một công tắc, là khi chúng ta sử dụng hoặc khi chúng ta phát biểu thì chúng ta sẽ ấn giữ công tắc này, bật nó lên. Và khi chúng ta kết thúc cái lời phát biểu của mình thì chúng ta sẽ ấn nó một lần nữa. Nó sẽ không có nút ưu tiên giống như mic chủ tịch. Ngoài ra thì chiếc mic đại biểu cũng được trang bị hệ thống loa ngoài như thế này. Và trong một không gian nhỏ thì loa của chiếc mic này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu nghe của mọi người mà không cần phải đến những hệ thống loa ngoài cồng kềnh nữa. Ngoài ra thiết bị thì còn có một vị trí để cho chúng ta có thể cắm tai nghe để phục vụ cho các cuộc họp kín hoặc là nghe phiên dịch. Thiết bị sử dụng nguồn điện 15V DC dưới 30mA cung cấp từ máy trung tâm. Ngõ ra tai nghe 220Ohm, cân bằng, chắc cắm tai nghe nhỏ với VR. Có một loa trong 30Ohm, 20mW, điều khiển micro và loa bằng công tắc phát biểu. Sản phẩm được thiết kế từ nhựa ABS, kích thước 170x65x115mm, trọng lượng 1,1kg. Phụ kiện đi kèm gồm có cáp kết nối dài 2m. Với thiết kế sang trọng và nhỏ gọn cùng với tính năng vô cùng tuyệt vời thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn không thể bỏ qua nếu như công ty hoặc tập đoàn các bạn đang có nhu cầu muốn mua các thiết bị để nhằm cho giải pháp âm thanh hội thảo hội họp của đơn vị mình. Hệ thống âm thanh hội thảo JTSC800 giúp truyền tải âm thanh một cách tốt nhất, giúp cho việc truyền tải thông tin giữa chủ tịch và các thành viên trong các cuộc hội thảo hội họp rất là tốt. Và sản phẩm này thì được bảo hành trên 12 tháng tại chương trình audio trên cả nước. Với đội ngũ nhân viên bán hàng và kỹ thuật đều trên 5 năm kinh nghiệm thì chương trình audio luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí tới tất cả các khách hàng cũ và mới, đồng thời sẽ giúp khách hàng lắp đặt và sửa chữa tận nơi. Cảm ơn các bạn đã đón xem review về sản phẩm hệ thống âm thanh hội thảo JTSC800. Và nếu như các bạn có những băn khoăn hoặc thắc mắc gì thì có thể liên hệ tới số hotline 0902 188 722 để nhân viên của chương trình sẽ giải đáp cho các bạn, hoặc đến các showroom trên toàn quốc của chương trình audio để có những trải nghiệm thực tế. Và đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube để cùng chờ đón những video mới nhất cũng như những ưu đãi hấp dẫn từ chương trình audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.